giờ rồi. Chạy đi bà xã ơi. Dậy đi. Trời ngủ gì ngủ quá vậy nè. Chạy đi em ơi. Em nghe gì không, con gà đã gáy canh tư. Em ơi dậy đi, lo nồi cơm anh đi cày. Anh cày ruộng sâu hay ruộng cạn, anh cày ruộng dưới hay ruộng trên. Hôm qua đã cày, hôm nay cũng cày, sức đâu mà cày mãi hả? Em ơi hôm nay anh cày trên đất khô hay. Anh đi cày thuê kiếm tiền mua ti gì màu. Để mình cùng nghe ca nhạc nè, để mình cùng thức có cải lương. Anh cày làm sao thì tối cày lùi là anh chết với tôi. Úi da, em ơi anh nào đâu dám đèo bằng. Bao năm tình nghĩa vợ chồng tuyệt đối nhiều mới trăm năm ấm. Anh đi lo cày đám ruộng người ta, cái cày anh phải thiệt tha. Cày xong anh phải mau về nhà, anh phải mau về nhà. Anh tâm đi mà. Em ơi đừng lo, anh cày cùng với con trâu. Con trâu thiệt to bỏ cày, anh đi ào ào. Mặt trời vừa lên trên ngọn sào, anh đã về tới cho mà coi. Anh cày làm sao mà gái cày tôi là anh chết với tôi. Úi da, bà sẵn với đâu quá à. Thôi đi nha em.